Thu Hà xin chào các khán giả trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là những khán giả đã dành sự ủng hộ quý báu cho phim truyền hình và cá nhân Thu Hà trong suốt thời gian vừa qua. Hôm nay, Thu Hà rất vui được gặp lại mọi người trong một bối cảnh gần gũi hơn trong đời sống để được trò chuyện về việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cho gia đình mình. Với một sản phẩm rất nổi tiếng của Hàn Quốc được nhiều người quan tâm, đó chính là tinh dầu thông đỏ. Trong những năm tháng làm nghệ thuật của Thu Hà, cũng rất là may mắn, có vài lần Hà được đến đất nước Hàn Quốc. Ngoài nhân sâm, ai đến Hàn Quốc cũng biết đến tinh dầu thông đỏ rất nổi tiếng và mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Những lần như thế, Thu Hà đều cố gắng mua sản phẩm tinh dầu thông đỏ để mang về Việt Nam để Thu Hà và cả những người thân trong gia đình cùng sử dụng. Những tác dụng cho sức khỏe sau một thời gian sử dụng tinh dầu thông đỏ khiến cho Thu Hà rất thích sản phẩm này. Thu Hà luôn muốn tìm mua nhưng lại chưa thực sự yên tâm vì các vấn đề về nguồn gốc, xuất xứ của các sản phẩm có bán tại Việt Nam. Cho đến khi Thu Hà biết tới một sản phẩm tinh dầu thông đỏ Hoàng gia Royal Korea Red Pie là một sản phẩm cao cấp được nhập khẩu chính thức, được cơ quan chức năng của Bộ Y tế cấp phép lưu hành, thì đã yên tâm mua ngay để sử dụng. Và quả thật, tinh dầu thông đỏ Hoàng gia Royal Korean Red Pie đã không khiến Thu Hà phải thất vọng. Đó chính là lý do vì sao hôm nay Hà giới thiệu sản phẩm này tới mọi người. Điều đầu tiên, Thu Hà muốn nói về tinh dầu thông đỏ Hoàng gia Royal Korea Red Pie là vấn đề nguồn gốc và xuất xứ. Nhiều người sẽ đồng tình với Thu Hà rằng ngày nay ý thức về tiêu dùng đã có nhiều thay đổi. Vấn đề nguồn gốc xuất xứ rất quan trọng, vừa là để đảm bảo chất lượng sản phẩm mà mình sử dụng, vừa là tuân thủ luật pháp. Với tinh dầu thông đỏ Hoàng gia thì Thu Hà rất yên tâm vì được nhập khẩu chính thống, đã được Cục An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Lý do thứ hai mà Thu Hà lựa chọn tinh dầu thông đỏ Hoàng gia là vì đây là sản phẩm ở hạng cao cấp nhất mà du khách tới Hàn Quốc vẫn được giới thiệu là tinh dầu thông đỏ của chính phủ. Trên hộp sản phẩm, Thu Hà thấy ngay ký hiệu vỏ nang thực vật chứ không phải là vỏ nang tổng hợp thông thường. Thứ hai, đây là ký hiệu thể hiện tinh dầu thông đỏ 100% nguyên chất. Thứ ba, chi tiết rất quan trọng là thông tin sản phẩm này có tác dụng ổn định lượng đường trong máu. Đây là dấu hiệu để nhận biết ngay một sản phẩm tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc mà du khách vẫn hay gọi là tinh dầu thông đỏ chính phủ, được chính phủ Hàn Quốc bảo hộ chất lượng, đồng nghĩa với việc là sản phẩm cao cấp nhất. Với viên tinh dầu thông đỏ Hoàng gia, có thể thấy ngay viên nang có màu trắng trong, mùi thông đỏ đặc trưng dịu nhẹ, cho thấy sản phẩm có độ tinh khiết rất là cao. Khi uống viên tinh dầu thông Hoàng gia, Thu Hà cảm thấy mùi vị rất là dễ chịu, không đắng ngắt, hơi thở cũng thơm nhẹ mùi thông đỏ cao cấp. Sau một thời gian sử dụng sản phẩm này, Thu Hà có thể cảm nhận ngay những tác dụng tuyệt vời của nó. Đầu tiên là làn da và tóc có nhiều sự thay đổi, da sáng và cảm giác khỏe mạnh hơn, tóc cũng đen mượt hơn. Thu Hà tìm hiểu thì được biết tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc có tác dụng tới các gốc tự do của tế bào, giúp cho chậm quá trình lão hóa này, làm cho các tế bào khỏe mạnh, ít bị viêm nhiễm, từ đó làm đẹp cho người sử dụng một cách cơ bản từ phía bên trong. Tác dụng thứ hai khiến cho Thu Hà rất tâm đắc với sản phẩm là lượng đường trong máu được ổn định. Tác dụng ổn định đường huyết của sản phẩm này đã được chứng minh qua nhiều công trình nghiên cứu khoa học, được cơ quan dược phẩm Hàn Quốc công nhận, cũng như đã được cơ quan chức năng của Bộ Y tế Việt Nam chứng thực. Dùng tinh dầu thông đỏ Hoàng gia một thời gian, Thu Hà cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn. Những tác dụng kiểm soát cholesterol, kiểm soát mỡ thừa, mỡ xấu của tinh dầu thông đỏ Hoàng gia phát huy rất hiệu quả, hỗ trợ cho Thu Hà rất nhiều trong việc giữ gìn tinh thần và cơ thể mình có được trạng thái rất tích cực. Các bạn có biết không, mỗi viên tinh dầu thông đỏ Hoàng gia được làm ra từ 2,7 kg lá thông đỏ hạng A đấy. Đây là lá của những cây thông cổ thụ trên vùng núi cao của Hàn Quốc. Thu Hà được biết là số lượng cây thông cổ thụ này hiện nay không còn nhiều, nên chính phủ Hàn Quốc bảo vệ rất là nghiêm ngặt, chỉ cấp phép khai thác rất là hạn chế. Chính vì lý do này mà nguồn nguyên liệu hạng A rất quý hiếm, khiến cho giá thành của tinh dầu thông đỏ cao cấp luôn khá cao. Tuy nhiên, theo Thu Hà, đối với những sản phẩm chăm sóc sức khỏe, giá thành cao hiệu quả lớn thì vẫn tốt hơn là một giá thấp mà lại hiệu quả không rõ ràng. Còn nhiều những thông tin khác với cái tác dụng tuyệt vời của tinh dầu thông đỏ Hoàng gia mà Thu Hà khó có thể kể hết ở đây. Mọi người quan tâm có thể tìm hiểu
thêm bằng cách trải nghiệm thực tế các sản phẩm ở các đại lý có bán tinh dầu thông đỏ Hoàng gia, Royal Korea, Red Pie trên toàn quốc nhé. Thu Hà xin chào và chúc mọi người luôn có được sức khỏe dồi dào, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé.